rồi, đụng luôn mày. Rồi, đụng luôn mày. Cao nhút trời luôn kìa, cao hơn anh xà lan rất là nhiều. Ồ, đang từ từ xuống nè. Mấy này thì toàn là những anh em đi xuất hành những chuyến đầu năm không rồi các bạn. Đang từ xuống rồi từ từ. Tàu kéo mà anh nổi rất xà lan như là chạy vô chạy vô sợ chạy vô anh mà mấy anh chỉ sát đích luôn rồi. Wow, cái bồ rất là thâm hậu. Ở phía sau thì còn một anh phải có lắc kìa. Đây anh này mà anh dọc anh xà lan một cái là chắc mình nghĩ là khói nó đen cả bầu trời luôn các bạn. Xuống rất là chậm các bạn. Nhìn căng ngang đây vậy chàng. Ở sau lưng chiếc nó đang xuống nữa kìa. Đó, dè rồi để mà lấy cái mũi thẳng lên một tí xíu vậy lấy các bạn. Đấy, đi thẳng luôn là khó mà lái. Chạy lại lại lui lại lại. Xà lan thì bằng sắt các bạn, còn cái này thì bằng gỗ này, biết cái nào xà cái nào đâu. Đang xử lý nha, đang dè lại để mà xử lý cho cái mũi đi thẳng các bạn. Lấy lái được rồi rồi. Mấy anh tài công mà lái những chiếc tàu này thì thật sự thì cũng kinh nghiệm mới lái dài vậy nè. Anh nữa đây. Anh kia mà xử lý chậm thì cái này xuống thì khá là đuối chứ. Trời ơi, cái bánh xe này các bạn. Đây, anh này bắt đầu. Mình thấy anh chưa di chuyển các bạn, nhưng mà anh này anh đang xuống thì cũng rất là cồng kềnh và khó chịu nè. Anh nào cũng bự chứ. Xe này đi cũng là chậm. Rất là mạnh đây.
rồi luôn kìa, trời ơi, chân vô bờ rồi kìa. Rồi tắp vô nhà. Rồi dạ, có đèn chờ kìa, các anh kia nó văng thúc bên đây luôn rồi trời ơi. Chiếc kia còn chiếc này tắp vô bờ. Chiếc bên đây nó ra vô anh bơi qua bên đây luôn rồi kìa. Rồi anh lạng qua bên kia luôn rồi, sát cái nhà ta luôn rồi kìa. Tắp vô bên anh kia đâu mất tay không biết. Ủa hai chiếc này bộ ảnh không thấy xong rồi, của ảnh văng đây nè các bạn. Chóc sơn luôn rồi kìa, bên kia chóc sơn ra luôn rồi kìa. Nè các bạn thấy không, nó bị chóc rồi. Trời ơi. Trời ơi, con nít dữ trời. Nay đi chơi mấy anh chạy ra ngoài biển nó còn đi vô trong sông mà chạy nó khó lắm nha bạn. Phải như là mình chạy ở ngoài biển đó, trong sông là mình phải né ra tàu thuyền đó. Cái này anh thành công rồi, bây giờ cứ xem bên kia các bạn. Đây là những em Bình Định các bạn đang tiến lên nha. Qua tới thì những anh em đồng nghe Bình Định bây giờ rất là nhiều. Mấy chiếc này đẹp quá. Màu luôn nha bạn. Màu như nhỏ nghe xinh chàng. Mấy chiếc này thật sự là trang trí nhìn cái nó đẹp. Nó giống như là một lò đi ra các bạn, thật sự là giống nhau nhưng mà chiếc nào cũng đẹp hết trơn nè. Màu